Đợi mẹ tí, đợi mẹ tí nhá. Ừ, hái xong đi về thôi. Tiền rau với. Mẹ em cắt được 17 rồi. Bao tiền em gửi? Nó lấy đâu 40.000 thôi. Chị nhá. Con nằm lấy lại sang lấy nhá. Vâng, lấy được cái đi mà to à? Ừ. Ông nằm có gì quả em nhá, để em sang em tặng. Em đi về đây. Thank you.
Thank you.
gì vui thế? Đây mẹ đi vào đây. Chim dậy rồi à? Sao? Đây chơi con gà nhé. Ngồi đây chơi con gà để mẹ đi đun nước tắm nhé. Ngồi đây đợi mẹ đi lấy nước tắm nhé. Nước sôi rồi. Dạ, nước sôi. Đấy, ở đây nhá. Bên đấy chơi ngoan đợi mẹ nhá. Chân ai đen đuôi này hả? Chân của ai mà đen đuôi này? Cơm nhá. Cơm ăn cơm nhá.
cơm này. Ăn cơm nhá. Ăn năm nhé. Cơm nhé. Đây mình bỏ lên thế lên mình bỏ. Ăn đây xem nào, há mồm há mồm. Nên mẹ muốn thêm bón à? Trứng nhá. Cho con một miếng nhé. Uống nước không? Mình chạy uống nước à? Hết luôn rồi. Để mẹ nhá, mình đi lấy chuối nhá. Ăn chuối không? Ăn chuối nhá. Đây 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 đây. À đây. À đây. À đây. Mama. Ngon không? Miệng nữa nhá. Hết chưa? Hết chưa? Mẹ ăn nhá. Ngon thế.